Ok, và hello tất cả mọi người nha. Đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ bắt đầu một cái series mới nhé. Nó còn Remurder. Remurder có nghĩa là làm lại. Còn cái khúc mà bởi bên dưới là Tomedic Father là những người cha đau khổ. Ok, cái này ok, vậy là mình đã biết được rồi. Cái phần điều khiển hay ở chỗ là nó chiếu về cái phần điều khiển trước. Ok, game này thuộc dòng game kinh dị nhé. Bây giờ vô game sao? So, is it all true? What have you heard already? That illness. It thickened the bones. It accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. But if that's what it was doing, why call it an illness? The Lepidopterans made a nest out of the human body where they could eat and multiply. An illness is what it is. But then? Where do you want me to start? From the beginning. Mình bắt đầu câu chuyện là... I'm old, Mr. Manny. My memory is not one of my strong points. Ông là một well, người... For example, như là gọi là quý ông, tên là Mandy. Đến gặp bà già này và hỏi chuyện. It is our business card. Hỏi về những cái mà thí nghiệm trên con người. To the world. What does it tell hỏi our story là những cái điều mà bà nói là có thành sự thật hay không? I swear I know three or four idiots with the same exact name. Well, yes, but we are not made of that name. It is given to us. Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through growing old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. And so, Madame Svenska, it is. And yet you come back to Italy. Why? Because I forgot. But I also forgot that I had promised to remember. Tell me. Please sao bà lại tới Italy bởi sometimes my memory có thứ needs to be jogged. There's always been a có điều bà cần làm nhưng mà bà quên. The name you refer to so much has labeled my whole life. Has given it a name. And it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe that all this began. Tất cả bắt đầu. Say goodbye. Ok, khúc này là có thể là mình sẽ skip qua nhạc nha. Thì theo như mà mình coi cho là mình vô một nhân vật là một người phụ nữ là có thể là bà già đó. Sau khi mà bà trốn thoát khỏi những cái cơn ác mộng kinh khủng rồi, bà bắt đầu là bà kể lại cho những người ấy nghe. Cái thằng kia nó bảo là thí nghiệm trên con người, nghĩa là cái khu mà mình sắp sửa tới rất là kinh dị. Thì tại sao nó là kinh dị mà người ta lại thích điều tra nhỉ?
một lá thư gửi, kiểu như là mình tới cái khu này mình điều tra về sự việc của những đứa gái mất tích này nè, những bé gái mất tích. Tại vì nãy là cái khúc đầu là ở trên cái cục điện nào nó có cái hình của đứa bé gái để trên missing rồi. Cái nhân vật của mình là hút thuốc nha, kiểu như là phụ nữ chán đời cho nên là làm vài điếu vậy. Cái giai điệu nó đang giật qua một cái. Feels like it's gonna rain again. Ok, game này mình có thể chạy. Nhờ cái cấu hình của game này thì nó như vậy rồi, không có chỉnh map lên được. Kiểu như là cái nhà sản xuất người ta làm á, người ta chỉ làm có một cái vậy thôi à, chứ người ta không có làm nhiều. Chủ yếu là để cho hưởng thụ về cái cốt truyện, chủ yếu hưởng thụ về cái cốt truyện của game chứ không phải là so sánh một cái tựa game hay một cái tựa game mà phải là cấu hình đẹp hay là này nọ. Cái nãy là cái tờ đó, là cái tờ thông báo mất tích. Sao lại can do it now? Mình bấm cái nút ngồi xuống nó lại ghi là can do it now, là không thể ngồi được bây giờ. Ở đây có một bức tượng nước mẹ. Rồi đến nhà của ông Clinton. Thế mình nghĩ cái tờ mà đăng hồi nãy là con gái của ông Clinton. Có thể là con gái của ông Linton bị mất tích, bị bắt cóc. Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. Bây giờ là hiện tại là mình đang giả là bác sĩ. I know. This is why I'm here. Hello? Anyone? Con nhỏ nãy là hình như là y tá của ông Linton. Ông nói là đã ngưng chữa bệnh rồi. Nhưng mà mình lại nói là đây là cái lý, đó là cái lý do mà mình tới đây, kiểu như là bác sĩ tốt bắt buộc phải chữa, nhưng mà thiệt sự là mình là đang là làm cho CIA nhá. CIA là cái công ty mật vụ mà điều tra. Cái bà chị này là vẫn là người thường nha. Đây, đây nếu mà chạy nhiều quá thì sẽ thở và bắt đầu là chậm tốc độ lại. Trời. Cũng giống như Island Quest thôi. Cũng là người thường. Hello? The gate was open. Are you there? Hello? Is anyone there? Ok. Cái chỗ đó bị khóa rồi. Đùa, nhà to thì không ai ra tiếp à. Hình như là phải mở bằng chìa khóa chứ hả? Có phải đi kiếm chìa khóa không? Nếu mà kiếm chìa khóa thì làm gì mà cần phải vô nhà người ta ăn trộm rồi. Hay là cái cửa này không mở được, phải đi bằng cửa khác. Không, đấy là có thể là đi bằng cửa khác, tại nhà của ông này là một cái biệt thự mà, một cái villa. Oh
Nhà hình như cái màu sắc nó nhạt quá. Trồng rất là ít hoa mà hoa thì nó cũng không có đẹp nữa. Cái vườn luôn. Nó cứ chạy tí là thở, chạy tí là thở rồi. Cái hoa này nó cũng không có leo lên tới ấy được, không có leo kín được cái cây sắt nữa. Cái, kiểu như là cái nhà, cái villa này đang xuống sắt rồi. Ông chủ ông không có lo nhiều nữa, ông Linton ông lại không có lo nhiều cho cái villa nữa. Chứ thực sự nếu như một căn villa hay là căn biệt thự thì lúc nào nhìn vô nó cũng rất là đẹp. Hoa thì lúc nào cũng tươi. Đây trên bàn mình búa. Có búa, búa để trồng cây à. Trồng cây là ta sẽ dùng tới búa. Cửa trước khóa cho nên mình đi đi bằng cửa sau. Chưa gì đã là một điếu rồi. Sợ là mình rất ghét kiểu người hút thuốc. You already told me at the intercom. And as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. Nhưng mà tại sao ông Linton ổng lại là đối tượng? I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's pathology. Oh, no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, Gloria, con y tá của Gloria. Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. Oh. Nó nói là nên dập tàn thuốc đi bởi vì ông Linton ông rất là ghét tàn thuốc. Nhưng mà nhìn nếu như mà một người là rất không phải một, ông Linton ông rất là ghét hút thuốc mà một người mà đã không thích hút thuốc là tại sao nó lại có một cái gạt tàn ở đó? Thì trong cái gạt tàn nó lại có hai điếu thuốc sẵn rồi. Hiểu chứ? Mờ ám. Thứ nhất là cái vùng đó mất tích quá nhiều con gái. Thứ hai, cái gạt tàn. Please, this way. Bad habit. Smoking? Mặc dù mà mình muốn chỉnh cái cấu hình cao lên rồi nhưng mà biết là cái game này cấu hình nó lại không có cao. Bad this is for you. Not only for your health, but it's also very expensive. Money and time wasted. I have so much to do every day. I kiểu như là cái cầu dao tổng của nhà. Cái mình tới đây mình điều tra mà cho nên là phải đi khám quan chút. Do you assist Mr. Felton all day? Oh no, from midday to 8 p.m. Yeah. Then I go back home. Không biết là con y tá nó đang dẫn mình đi mà cho nên là pager, but that's not often. His wife takes care of him when I'm off. Con y tá nó đang dẫn mình đi cho nên là không có phải sợ. What can you tell me about her? Không có phải sợ là cái gì nó sẽ tấn công mình ngay bây giờ đâu. Cho nên là mình cứ đi tham quan, mình học thuộc căn nhà trước đó. Mình nghĩ là kiểu gì thì cũng sẽ bị dí trong căn nhà này thôi. Trong nhà này có khá là nhiều tượng điêu khắc. Ở đây có thang máy nè. Ồ, bị đuổi.
bên bị đuổi nha. Nghĩa là mình đi tới đây á, thì nhân vật nó tự động nó quay ngược lại. Cái khu đó thì mình vẫn không được tham quan. Nhưng mà mình thấy có một cái tầng hầm. Mình thấy có một cái tầng hầm. Và mình nghĩ là khu phía sau đó sẽ là nhà bếp. Bởi vì không có ai làm nhà bếp ở trên lầu đâu. Ở bên những cái quốc gia khác á, thì tầng hầm thường là những cái khu giặt ủi hoặc là chứa đồ linh tinh. Lúc này mình cũng chẳng lo mình bị giết nữa, tại vì mới bắt đầu mà, mới bắt đầu thì không có giết được mình đâu. Ok, trên này là bị chặn đường nè. Vậy là mình chỉ có thể là ở tầng trệt hoặc là tầng 1 thôi, không có lên được tầng 2. Tại tầng 2 nó đã bị chặn rồi. This way, please. Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. Okay, mình phải vô đây mình chờ ông Linton. Phòng này giống như là một cái thư viện. Bây giờ là mình đi xung quanh mình coi về cái phòng này. Ở đây như là một cái máy chiếu phim vậy. Ở đây có một cánh cửa. Không, nó không cho mình mở. Ok, có thể là cái cửa này nó sẽ tạo ra một cái vòng tròn. Theo mình nghĩ là vậy, cái cửa này, cái cửa đó có thể tạo ra một cái vòng tròn. Nghĩa là mình có thể chạy từ cái cửa kia qua cái cửa đó, chạy vòng tròn thì... Tại vì trong căn nhà mà nó sẽ kiểu như là một cái con AI nào đó nó đuổi mình đó, là mình phải chạy vòng quanh cái căn nhà này. Thì mình có thể chạy vòng tròn mình thoát được. Chỉ là một bài báo thôi. Có cái gì đó không đúng ở trong bài báo đó. Ok, nãy là mình không có nhìn rõ đây là hình như là bức hình trinh nữ hay rồi. Believe in God, miss? Well, it would be too easy, wouldn't it? Chính nữ đeo vòng gai và hai bên, hai bên là ở trên thiên đàng, nó lại có hai cái móng tay rất là xấu. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. Như là ông này kiểu như là theo tôn giáo cực đoan rồi. Start having some doubts. Why is this? Ông coi Thiên Chúa là những con quỷ và muốn ăn thịt chính nữ. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. Cái tờ báo hồi nãy cũng vậy, cái tờ báo hồi nãy là mặt trước nó vẫn bình thường nhưng mà lật mặt sau lại nó lại có những cái dòng rất là kỳ vậy. Và mình cũng vẫn chưa hiểu được những cái dòng đó nó nói về những cái gì. Dr. Reed, I suppose. Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because... Inadequacy of the sanitary treatments within the structure.
That's right. And in a few words? In a few words, they didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria, yes. See if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Lại là no, thank you. Tao không chỉ đưa cho mình những cái hồ sơ bệnh án thôi. Hồ sơ bệnh án kiểu như ổng tin mình là bác sĩ. You're diagnosed 1958. Yes, indicatively. Some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency, some hormonal deficiency. Thế là bây giờ là đọc tài liệu thắc mắc về những cái thông tin tiểu sử của ông này thôi mà. Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Celeste never come back. Con gái disappeared. Không bao giờ trở về nhà. She was adopted. Bà vợ thì mất rồi. The investigators sau đó là con y tá nó tới đây và nó chăm mộng. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan. Weeman là idiot who brought confusion by sending warnings. Weeman cũng là người làm. And her birth parents? Dr. Reed. Young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do with Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter. Felton, what has really happened to your daughter? I just told you. How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate. I don't have the strength for this now. Ông này ông gọi con gái là Jennifer, nghĩa là có nhiều bí ẩn lắm. Nhưng mà đứa con gái của ông tên không phải là Jennifer. Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or as you called her? Jennifer? I asked you a question. The back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm Who talking about? Who are you, and why did you come here? Con gái của ông là đứa khác mà Jennifer lại là đứa khác nha. Threaten me with your condescending tone. Threatening you? So maybe I should ask your wife. Ông bực mình là bởi vì mình biết được sự thật. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed. Cô y tá nó gọi tới bệnh viện và nó kiểm tra rồi. Nó nói là không có bác sĩ nào như mình. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Oh. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter. Good evening. Follow me. Ồ, mình không có ấy thông tin. Cái con nhỏ mà trên cái hình cơ, trên cái hình mà để chữ missing thì mới là con thật của ổng. Còn cái đứa này là cái đứa trong hồ sơ của mình. Chứ nhưng mà ổng lại biết cái đứa trong hồ sơ của mình, nghĩa là ổng có thể là một kẻ tâm thần bắt cóc. How do you even How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons have to carry for the rest of their lives. Thấy là ông Linton là ông già, ông yếu rồi, bắt đầu vô lừa tình cảm này nọ. If that was the case, there was a motivation. Cái việc của mình là tới là điều tra về một cái cô bé tên là Jennifer bị mất tích. Có thể nói là câu chuyện còn quá là nhiều thứ bí ẩn đi mà.
mà đâu hề mình đâu hề bỏ cuộc dễ vậy. Đây là cái nguyên nhân là khi mà con y tá nó ở trong nhà thì mình rất là an toàn, nhưng mà khi con y tá trở về rồi thì ông già Linton sẽ trở thành một kẻ tâm thần bệnh hoạn rất là kinh khủng. Và tại sao biết như vậy rồi? Ai suy nghĩ thì cũng sẽ như vậy rồi. Tại sao lại vẫn lấy chìa khóa đi vô điều tra? Tại sao CIA lại không màng tới nguy hiểm? Tại sao chứ? Bây giờ mình lấy được cái chìa khóa cửa nhà rồi, nhưng mà thiệt sự là cửa sau thôi. Ok. Mọi thứ thực sự, những cái thứ kinh khủng thiệt sự bây giờ mới bắt đầu đây. Điều đầu tiên là tại sao biết chỗ đó nó lại nguy hiểm, tại sao lại vẫn cứ vào? Yes, sell game thôi. Mình chơi rất dở cho nên là mình sẽ sell game. Và ở đây nó có cái dòng nè, look for the mirror, nghĩa là sau mình sẽ kiếm được những cái gương. Và nếu như mà thấy được cái gương nào đó thì mình có thể sell vô. Bấm nút cách để mình có thể bật được đèn pin, nhưng mà mình nghĩ là cái phần đèn pin thì nó không cần đâu. Thì ở đây mình có thể lấy đồ mình chọi được. Y là inventory, key item nữa là chìa khóa nữa. Ở đây có tiếng nhạc, mình nghe có tiếng nhạc. Dao. Đây là chỗ núp. Bấm chuột phải để ví dụ như là mình núp, mình nhìn xung quanh. Sao mới đây đã thở rồi? Chưa có chuyện gì xảy ra mà đã thở, thở dốc rồi. Rồi bây giờ là mình mới đi được tới cái chỗ này à. Nãy là mình đi tới là nhân vật nó sẽ tự quay ngược trở về. Hình như là tiếng nhạc ở trên đầu mình. Ờ, mình có thể giữ. Đây đúng mà, theo như mình biết là cái chỗ này là cái phòng giặt ủi. Và mình cũng có cái cơ chế là mở hé hé cửa để dòm nữa. Đam mết hả? Sao lấy bình xăng nó lại tăng đam mê. À đây là cái tủ để trốn. Chỗ dưới này còn có bồn rửa mặt nữa chứ. Bấm giữ E để gỡ sợi dây. Cái dở ở đây là mỗi lần mà trốn á,
mỗi lần mà trốn á thì là lúc mà chui ra thì nó sẽ thở. Đó là nhanh, tại sao là trốn thôi nó chui ra lại thở. Ở đây có hình mảnh ghép mà bị cắt, kiểu như là có thể là những cái phần đó là phần cốt truyện. Đây có cái cầu thang mình kiểm tra luôn. Đây cũng cốt truyện. Oh. Cái cầu thang này cần pin. Là mình phải kiếm pin để cho vô cái cầu thang nó mới hoạt động được. À, nhạc phát từ cái máy radio đó. Là cái những cái phần mảnh ghép thì thường là nó sẽ liên quan tới cốt truyện, theo mình nghĩ là vậy, là sẽ có một cái thứ đồ gì đó có thể là giúp mình giải mã được cái cốt truyện đó. Đây là cái chỗ mà phòng ấy rồi. Cái phòng thư viện hồi nãy. Tầng 2 mình không có lên được nha, tại tầng 2 nó đã bị chặn rồi. À, tấm gương kia rồi. Ok, mình chạy tới tấm gương thì sao, nhưng mà nó lại đưa mình tới cái cốt truyện game chính. Đây chắc là phòng riêng của ông Linton rồi. Hết chỗ chơi, tự nhiên chui vô phòng ngủ của người ta. Ông già Linton ổng đang tắm trong phòng nữa chứ. Ôi, gì mà bướm mà bà. Please, Mr. Stanton. Bà đã chết. Xác bả thì thối rửa, bướm nó bu vô nó ăn xác nữa nha.
Ôi, bài nhạc là bắt đầu là có ấy rồi. Bài nhạc là có bị giật rồi, cho nên là cha này nó ra nó kiểm tra tiêu rồi. Ô, có cái tủ thì là mình phải chui vô cái tủ liền. Nhanh lên, nhanh lên. Bài nhạc nó đang có vấn đề là bây giờ mà mình chui ra là mình sẽ bị cha già nó khử ngay. Có chuyện vì thế em yêu. Bài nhạc nó lại bị gặp vấn đề một lần nữa. You keep on telling me we need to buy the new gadgets on the market. Promise. How can I say no? Sẽ mua những cái dụng cụ ở siêu thị thôi. My little Jennifer. Oh. Jennifer. Oh, Jennifer là bà vợ hả? Gọi là bà vợ không? Cái tìm cái đường để thoát khỏi cái căn biệt thự này. Ở đây có mảnh ghép nè, mảnh ghép màu vàng thì kiểu như là mình có thể lấy được chìa khóa. Mảnh ghép này thì mình chưa làm gì được nữa. Chìa khóa này có thể là chìa khóa tầng trệt, nghĩa là cái cửa nãy bị khóa bên dưới. Oh. Đùa. Dr. Reed, are you doing some overtime? Vâng, thanh niên này khỏa thân và đeo tập về. À, là lúc nãy là mình chui vô cái cửa. Chui vô cái góc kẹt của cửa và động không thấy. Đừng có vô đây nhá. Cái theo mình suy đoán là cái đó không phải là ai loại thường đâu. Đây là ai cấp cao rồi. Ok, mình sẽ sell game và kết thúc video này tại đây nhé. Thì tập sau là mình sẽ tiếp tục khám phá tiếp những cái nguyên nhân và những cái điều kỳ dị trong cái căn nhà này. Ok, thì mấy bạn nhớ để lại một like và share nhé. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi. Bởi vì đăng ký nó miễn phí mà đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.